Philip Nguyễn chính thức về Việt Nam. Thủ thành Việt Kiều Philip Nguyễn đã lên đường về Việt Nam để gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội. Mới đây, câu lạc bộ Can chính thức thông báo hoàn thành thủ tục chiêu mộ thủ thành Việt Kiều Philip Nguyễn. Thủ môn Séc sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng Công an. Mới đây, trên trang cá nhân, Philip Nguyễn cũng đăng tải hình ảnh ở sân bay về Việt Nam. Anh cho biết mình đang rất hào hứng được trở về quê nhà thi đấu. Phía dưới phần bình luận, hàng loạt cổ động viên đã vào gửi lời chúc mừng đến Philip Nguyễn. Nhiều người cũng mong muốn Philip Nguyễn sẽ sớm nhập tịch để thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết, thủ thành mang hai dòng máu Cộng hòa Séc, Việt Nam sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với câu lạc bộ Can. Trong hợp đồng có kèm theo điều khoản gia hạn. Trong trường hợp Philip Nguyễn thi đấu tốt cũng như cảm thấy hài lòng với câu lạc bộ, anh có thể gắn bó với đội bóng cho đến khi kết thúc sự nghiệp. Cũng theo thông tin từ đội bóng ngành công an, đã từ lâu, Philip Nguyễn bày tỏ mong muốn được trở về quê hương và cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Lời đề nghị của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đến vào đúng thời điểm để giúp nguyện vọng của Philip Nguyễn sớm trở thành hiện thực. Vì vậy, quá trình thương thảo đã diễn ra nhanh chóng và sớm nhận được sự đồng thuận từ cả hai bên. Đội bóng sẽ thuê giáo viên dạy tiếng Việt và cung cấp nơi ở cho thủ thành này cùng gia đình. Philip Nguyễn sinh năm 1992, có bố là người Việt và mẹ là người Cộng hòa Séc. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sparta Praha. Thủ môn Việt Kiều từng thi đấu ở vòng loại UEFA Europa Conference League 2021-2022 khi câu lạc bộ Slop Asico có trận đấu gặp đối thủ Lokomotiv Plovdiv. Philip Nguyễn từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, anh không được sử dụng nên thủ thành sinh năm 1992 vẫn có thể khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới.